cho ta lỡ yêu em. Lên nhạc. Bạn người ta và bạn tôi rủ nhau tập thể dục. Bạn người ta. Ê Hồng ơi, đi tập thế này tối về tao ngủ quá hả? Thích thật. Ừ đúng rồi, đi tập như thế này mồ hôi chảy ra, gan với thận đỡ phải đào thải độc tố. Wow, vậy là thận rẻ bán được giá đúng không? Ôi con Hâm này, này tao tặng mày dép chữ C này, bán ở nhà chị bán dép đấy, có 85.000 thôi. Cảm ơn mày nhá. Bạn tôi. Ê mày ơi, body chị này đẹp quá. Hay là 5 giờ sáng mai của mình chạy bộ đi, quyết tâm độ với body như này. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Nhung ơi, dậy tập thể dục đi Nhung ơi. Chị miền Nam và miền Bắc khi thấy em bị đánh, miền Nam. Chị ơi, thằng kia đánh em. Thôi em ạ, ở hiền thì gặp lành, còn ở ác thì gặp ác giả ác báo, kệ người ta đi em. Nhưng mà em đau lắm. Thôi em đến đi, chị mua cho em đôi dép chữ D cao 4cm để mút em chân của nhà chị bán dép có 85.000 à. Em mang thử xem vừa không? Em cảm ơn chị ạ, đẹp quá à. Miền Bắc. Chị ơi, thằng kia đánh em. Thế mày không biết đánh lại nó à? Ngu dốt. Nó to lắm chị ạ. À. Chị thanh toán giúp em với nhá. Đéo. Cút. Thôi mà chị, em có mua cho chị đôi dép chữ D cao 4cm của nhà chị bán dép mà chị thích đây này.